Bạn hỏi câu này. Cái khối lượng riêng của canxi kim loại là chừng đó, tức là người ta cho D 1,55 gam trên cm khối. Giả thiết rằng trong tinh thể canxi là những nguyên thể dạng hình cầu chiếm 74% về thể tích. Ở đây người ta cho phần chiếm là 74. Câu này thì mình làm nhiều mà ta. Phần lại là các khe trống. Để yêu cầu chúng ta là bán kính. Đây, bán kính nguyên tử của canxi tính theo lý thuyết là, ôi, cái trong đề này người ta còn thiếu một dữ kiện nữa, người ta phải cho canxi. Nếu không cho thì mình có thể biết được canxi chúng ta bằng 40 DVC. Và mình biết luôn là một DVC bằng 0,16605 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam. Rồi, để làm được câu này thì mình dạy cho bạn một cách đơn giản như sau. Chúng ta sẽ áp dụng cái công thức tính thể tích hình cầu. Thể tích hình cầu là bằng 4 phần 3 pi r mũ 3. Rồi, V bằng 4 phần 3 pi r mũ 3. Đúng không? Mà nó khối lượng thể tích sẽ bằng khối lượng chia khối lượng riêng. Chúng ta biết là cái công thức này chỉ đúng khi là cái nguyên tử canxi chúng ta là tồn tại dạng hình cầu và dạng đặc. Nhưng đây nó là có gì? Có phần chiếm nữa. Chúng ta có phần chiếm. Chúng ta chia cho 100. Rồi đó vào. 4 phần 3. Pi là 3,14. R mũ 3. R đang tìm. Rồi. Khối lượng chúng ta sẽ đổi sang gam. Vì sao vậy? Vì cái thằng này đơn vị là gam. Như vậy chúng ta sẽ lấy canxi chúng ta là 40 này. Nhân cho khối lượng 1 DVC 0,16605 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam. Chúng ta để đơn vị cho thầy luôn. Chúng ta chia cho D. D chúng ta là 1,55 gam trên cm khối. Được chưa? Rồi. Nhân cho phần chiếm là nhân cho 74 chia 100. Rồi chúng ta tính bên này bình thường. Tính đi. Chúng ta bấm bây giờ tính đi. 4. 4 này. Chia 3 này. Nhân cho 3,14 này. Làm tròn luôn em nha. Không có ngắn như thằng nào hết. 4,18. Cho 187 đi. 4,18. 87 R mũ 3. Bên này mình xử lý số liệu này. Gam chia gam là hết này. Được chưa? Gam chia gam hết. Như vậy ở đây mình giữ lại như sau. Đầu tiên là chúng ta còn đưa cái 10 mũ trừ 3, 10 mũ 3 sen lên trên tử chia thử nhân cái đảo. Như vậy nó sẽ bằng 10 mũ trừ 24 giờ cm khối. Rồi phần còn lại thì chúng ta bấm máy tính thế thôi. Bấm máy tính như sau. Đây. 40 nhân 0,16605 nhân 74 chia cho tổng 155 nhân 1 xị. Rồi. Bằng 3,171. Được chưa? 3,171. Em nghe kỹ. Giữa đây em sẽ suy ra được R. Chúng ta lấy 3,171 này. Nhân cho 10 mũ trừ 24 cm khối. Chúng ta chia cho 4,187. Cái bậc 3 lên. Được chưa? Rồi, bấm máy tính. 10 mũ trừ 24 các bậc 3 lên là bằng 10 mũ trừ trừ 8 cm khối thì chúng ta còn lại là cm. Được chưa em? Rồi. Cho ta bấm các bậc 3 thôi. 3,171 chia cho 4,187 bằng cái gì đó nó sẽ sai rồi ta. Mình đưa tính lại cái bên này coi hả?
Tính lại cái chỗ của bên này đi. Ở đây người ta không cho canxi em ơi. Bấm lại này, 40 nhân cho 0,16605. Từ 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 từ. 1,6605 nhân 11 trừ 24 chứ không ta? Đúng rồi, nhầm chỗ này này. Cái số này là 1,6605. Thì nhầm chỗ này em nha. Nhầm nhầm cho đó này. Thì cái nhầm á. Dạ. Rồi tính lại đi. Tính lại. 1,6605 mới đúng. 1,6605 này. Rồi nhân 74 này. Coi hồi này có nhân 74 không nha. Sợ quên nhân 74 nữa nhé. 1,55. Rồi nhân cho 100. 31,7102. Ba mốt phẩy bảy một không hai để bấm máy tính cho hả, tính lại bên kia luôn đi. 4/3 pi 3,14 đúng mấy nữa, rồi chia đi. 31,7102 chia cho 4,187 bằng, đưa căn bậc 3 lên. Đây chính xác rồi này. 1,96 đúng không? Lấy về cho nó khớp thằng này thôi. Mấy đứa kêu giờ thưa thầy nó cho nanomet mà. Kệ nó chứ. Nanomet với cm là như nhau, đúng không ạ? Vì nó đâu cho có số liệu gì khe khác đâu, nó giống với là đơn vị nó khác đâu, thì mình mới đổi. Mà muốn đổi thì đổi luôn cho có gì đâu. 1,96 này nhân cho 10 mũ trừ 8 sen này, 10 mũ trừ 8 sen tức là bằng 10 mũ trừ 2 mét đúng em. Nanomet, một nanomet của chúng ta là bằng 10 mũ trừ 9 mét. Như vậy chúng ta biến ở đây thành 10 mũ trừ 9, mà tổng chúng ta là 10 mũ trừ 10 thì nhân đây là 10 mũ trừ mấy, trừ 1 đúng không em? Như vậy để 10 mũ trừ 1 thì thằng này bao nhiêu? Thằng này phải là nhân cho 1,96 này. Được chưa? Mét này. Cái đoạn này tức là nanomet này. Được chưa? Nanomet. 10 mũ trừ 1 tức là đưa số 0 đằng trước. Thế thôi, kiểu gì nó chả đúng. Được chưa? Cái đó có đúng là câu B. Thì mấy đứa cần phải nắm được cho thầy cái điều này này. Canxi bằng 40 dpc người ta không cho, và khối lượng 1 dpc là bằng 1,6605 nhân cho 10 mũ trừ 24. Bây giờ hoặc là mình nhớ cái chỗ đổi đơn vị sang mét này. Cái câu này sẽ hay hơn nếu người ta cho chúng ta là có hai câu, một có câu mà có 1,6 nhân cho 10 mũ 10 không 1,6 nano 1,96 nhân 1,96 nanomet thì câu đó mới là mình phải đổi đơn vị. Được chưa?